Cố sẽ ra mắt 10 chiếc smartphone 5G trong năm tới, sẽ có một số mẫu giá rẻ. Năm 2019 đánh dấu sự bắt đầu của kỷ nguyên 5G. Mặc dù chưa thực sự phổ biến nhưng đây là cột mốc quan trọng để các thiết bị di động 5G có thể phát triển trong những năm tiếp theo. Các nhà sản xuất smartphone cũng đã bắt đầu chạy đua công nghệ mới. Dự kiến vào năm 2020 chúng ta sẽ được thấy nhiều chiếc smartphone 5G hơn, ở cả những phân khúc tầm trung thay vì chỉ cao cấp như hiện nay. Xiaomi cũng sẽ tham gia vào cuộc chạy đua này. Và theo tuyên bố mới nhất của CEO Lei Jun, Xiaomi sẽ ra mắt tới 10 chiếc smartphone 5G trong năm 2020. Hiện tại, Xiaomi mới chỉ có 2 chiếc smartphone hỗ trợ 5G là Mi Mix 3 5G và Mi 9 Pro 5G. 3 nhà mạng hàng đầu tại Trung Quốc đã bắt đầu chấp nhận đăng ký trước các gói cước 5G tại nước này. Theo báo cáo công bố hồi đầu năm, hơn 9,3 triệu người dùng đã đăng ký trước. Ngay cả khi mạng di động 5G còn chưa chính thức ra mắt, nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới, TSMC cũng dự đoán nhu cầu cho smartphone 5G trong năm tới có thể sẽ đạt 300 triệu chiếc. Còn hiện tại, smartphone 5G chỉ chiếm vỏn vẹn 1% thị trường toàn cầu.